Lại nữa, Thiện Hiện, ngươi quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh nhãn xứ chẳng phải là Đại Bồ Tát? Chính cái danh nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ chẳng phải là Đại Bồ Tát? Cụ Thọ Thiện Hiện bạch: Bạch Thế Tôn, hoặc nhãn xứ hoặc nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh nhãn xứ hoặc cái danh nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ. Các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh nhãn xứ là Đại Bồ Tát, chính cái danh nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ là Đại Bồ Tát? Thiện Hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh thường hoặc vô thường của nhãn xứ chẳng phải là Đại Bồ Tát? Chính cái danh thường hoặc vô thường của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc thường vô thường của nhãn xứ hoặc thường vô thường của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh thường hoặc vô thường của nhãn xứ và cái danh thường hoặc vô thường của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ. Các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh thường hoặc vô thường của nhãn xứ là Đại Bồ Tát? Chính cái danh thường hoặc vô thường của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ là Đại Bồ Tát? Thiện Hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh lạc hoặc khổ của nhãn xứ chẳng phải là Đại Bồ Tát? Chính cái danh lạc hoặc khổ của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc lạc hoặc khổ của nhãn xứ hoặc lạc hoặc khổ của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh lạc khổ của nhãn xứ và cái danh lạc khổ của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ. Các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh lạc hoặc khổ của nhãn xứ là Đại Bồ Tát? Chính cái danh lạc hoặc khổ của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ là Đại Bồ Tát? Thiện Hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh ngã hoặc vô ngã của nhãn xứ chẳng phải là Đại Bồ Tát? Chính cái danh ngã hoặc vô ngã của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc ngã vô ngã của nhãn xứ hoặc ngã vô ngã của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh ngã vô ngã của nhãn xứ và cái danh ngã vô ngã của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ. Các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh ngã hoặc vô ngã của nhãn xứ là Đại Bồ Tát? Chính cái danh ngã hoặc vô ngã của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ là Đại Bồ Tát? Thiện Hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh tịnh hoặc bất tịnh của nhãn xứ chẳng phải là Đại Bồ Tát? Chính cái danh tịnh hoặc bất tịnh của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc tịnh bất tịnh của nhãn xứ hoặc tịnh bất tịnh của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh tịnh bất tịnh của nhãn xứ và cái danh tịnh bất tịnh của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ. Các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh tịnh hoặc bất tịnh của nhãn xứ là Đại Bồ Tát? Chính cái danh tịnh hoặc bất tịnh của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ là Đại Bồ Tát? Thiện Hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh không hoặc bất không của nhãn xứ chẳng phải là Đại Bồ Tát? Chính cái danh không hoặc bất không của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc không bất không của nhãn xứ hoặc không bất không của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh không hoặc bất không của nhãn xứ và cái danh không hoặc bất không của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ. Các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh không hoặc bất không của nhãn xứ là Đại Bồ Tát? Chính cái danh không hoặc bất không của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ là Đại Bồ Tát? Thiện Hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu tướng hoặc vô tướng của nhãn xứ chẳng phải là Đại Bồ Tát? Chính cái danh hữu tướng hoặc vô tướng của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc hữu tướng vô tướng của nhãn xứ hoặc hữu tướng vô tướng của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu tướng vô tướng của nhãn xứ và cái danh hữu tướng vô tướng của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ. Các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu tướng hoặc vô tướng của nhãn xứ là Đại Bồ Tát? Chính cái danh hữu tướng hoặc vô tướng của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ là Đại Bồ Tát? Thiện Hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu nguyện hoặc vô nguyện của nhãn xứ chẳng phải là Đại Bồ Tát? Chính cái danh hữu nguyện hoặc vô nguyện
của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ chẳng phải là Đại Bồ Tát. Bạch Thế Tôn, hoặc hữu nguyện vô nguyện của nhãn xứ, hoặc hữu nguyện vô nguyện của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu nguyện vô nguyện của nhãn xứ và cái danh hữu nguyện vô nguyện của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu nguyện hoặc vô nguyện của nhãn xứ là Đại Bồ Tát, chính cái danh hữu nguyện hoặc vô nguyện của nhĩ tĩ thể thân ý xứ là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, người lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh tịch tịnh hoặc bất tịch tịnh của nhãn xứ chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh tịch tịnh hoặc bất tịch tịnh của nhĩ tĩ thể thân ý xứ chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc tịch tịnh bất tịch tịnh của nhãn xứ, hoặc tịch tịnh bất tịch tịnh của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh tịch tịnh bất tịch tịnh của nhãn xứ và cái danh tịch tịnh bất tịch tịnh của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh tịch tịnh hoặc bất tịch tịnh của nhãn xứ là Đại Bồ Tát, chính cái danh tịch tịnh hoặc bất tịch tịnh của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh viễn ly hoặc bất viễn ly của nhãn xứ chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh viễn ly hoặc bất viễn ly của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc viễn ly bất viễn ly của nhãn xứ, hoặc viễn ly bất viễn ly của nhĩ tĩ thể thân ý xứ, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh viễn ly bất viễn ly của nhãn xứ và cái danh viễn ly của nhĩ tĩ thể thân ý xứ, các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh viễn ly hoặc bất viễn ly của nhãn xứ là Đại Bồ Tát, chính cái danh viễn ly hoặc bất viễn ly của nhĩ tĩ thể thân ý xứ là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, người lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu vi hoặc vô vi của nhãn xứ chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh hữu vi hoặc vô vi của nhĩ tĩ thể thân ý xứ chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc hữu vi vô vi của nhãn xứ, hoặc hữu vi vô vi của nhĩ tĩ thể thân ý xứ, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu vi vô vi của nhãn xứ và cái danh hữu vi vô vi của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu vi hoặc vô vi của nhãn xứ là Đại Bồ Tát, chính cái danh hữu vi hoặc vô vi của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, người lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu lậu hoặc vô lậu của nhãn xứ chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh hữu lậu hoặc vô lậu của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc hữu lậu vô lậu của nhãn xứ, hoặc hữu lậu vô lậu của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu lậu vô lậu của nhãn xứ và cái danh hữu lậu vô lậu của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu lậu hoặc vô lậu của nhãn xứ là Đại Bồ Tát, chính cái danh hữu lậu hoặc vô lậu của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh sanh hoặc diệt của nhãn xứ chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh sanh hoặc diệt của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc sanh diệt của nhãn xứ, hoặc sanh diệt của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh sanh diệt của nhãn xứ và cái danh sanh diệt của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh sanh hoặc diệt của nhãn xứ là Đại Bồ Tát, chính cái danh sanh hoặc diệt của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, người lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh thiện hoặc phi thiện của nhãn xứ chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh thiện hoặc phi thiện của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc thiện phi thiện của nhãn xứ, hoặc thiện phi thiện của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh thiện phi thiện của nhãn xứ và cái danh thiện phi thiện của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, các danh này đã chẳng có,
thì tại sao có thể nói là chính cái danh thiện hoặc phi thiện của nhãn xứ là Đại Bồ Tát, chính cái danh thiện hoặc phi thiện của nhĩ tĩ thể thân ý xứ là Đại Bồ Tát? Thiện hiện ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu tội hoặc vô tội của nhãn xứ chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh hữu tội hoặc vô tội của nhĩ tĩ thể thân ý xứ chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc hữu tội vô tội của nhãn xứ, hoặc hữu tội vô tội của nhĩ tĩ thể thân ý xứ, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có. Huống là có cái danh hữu tội vô tội của nhãn xứ và cái danh hữu tội vô tội của nhĩ tĩ thể thân ý xứ, các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu tội hoặc vô tội của nhãn xứ là Đại Bồ Tát, chính cái danh hữu tội hoặc vô tội của nhĩ tĩ thể thân ý xứ là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu phiền não hoặc vô phiền não của nhãn xứ chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh hữu phiền não hoặc vô phiền não của nhĩ tĩ thể thân ý xứ chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc hữu phiền não vô phiền não của nhãn xứ, hoặc hữu phiền não vô phiền não của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu phiền não vô phiền não của nhãn xứ và cái danh hữu phiền não vô phiền não của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu phiền não hoặc vô phiền não của nhãn xứ là Đại Bồ Tát, chính cái danh hữu phiền não hoặc vô phiền não của nhĩ tĩ thể thân ý xứ là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh thế gian hoặc xuất thế gian của nhãn xứ chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh thế gian hoặc xuất thế gian của nhĩ tĩ thể thân ý xứ chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc thế gian xuất thế gian của nhãn xứ, hoặc thế gian xuất thế gian của nhĩ tĩ thể thân ý xứ, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh thế gian xuất thế gian của nhãn xứ và cái danh thế gian xuất thế gian của nhĩ tĩ thể thân ý xứ, các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh thế gian hoặc xuất thế gian của nhãn xứ là Đại Bồ Tát, chính cái danh thế gian hoặc xuất thế gian của nhĩ tĩ thể thân ý xứ là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh tạp nhiễm hoặc thanh tịnh của nhãn xứ chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh tạp nhiễm hoặc thanh tịnh của nhĩ tĩ thể thân ý xứ chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc tạp nhiễm thanh tịnh của nhãn xứ, hoặc tạp nhiễm thanh tịnh của nhĩ tĩ thể thân ý xứ, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh tạp nhiễm thanh tịnh của nhãn xứ và cái danh tạp nhiễm thanh tịnh của nhĩ tĩ thể thân ý xứ, các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh tạp nhiễm hoặc thanh tịnh của nhãn xứ là Đại Bồ Tát, chính cái danh tạp nhiễm hoặc thanh tịnh của nhĩ tĩ thể thân ý xứ là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh thuộc sanh tử hoặc thuộc niết bàn của nhãn xứ chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh thuộc sanh tử hoặc thuộc niết bàn của nhĩ tĩ thể thân ý xứ chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc thuộc sanh tử thuộc niết bàn của nhãn xứ, hoặc thuộc sanh tử thuộc niết bàn của nhĩ tĩ thể thân ý xứ, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh thuộc sanh tử thuộc niết bàn của nhãn xứ và cái danh thuộc sanh tử thuộc niết bàn của nhĩ tĩ thể thân ý xứ, các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh thuộc sanh tử hoặc thuộc niết bàn của nhãn xứ là Đại Bồ Tát, chính cái danh thuộc sanh tử hoặc thuộc niết bàn của nhĩ tĩ thể thân ý xứ là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh tại nội tại ngoại hoặc tại lưỡng gian của nhãn xứ chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh tại nội tại ngoại hoặc tại lưỡng gian của nhĩ tĩ thể thân ý xứ chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc tại nội tại ngoại tại lưỡng gian của nhãn xứ, hoặc tại nội tại ngoại tại lưỡng gian của nhĩ tĩ thể thân ý xứ, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh tại nội tại ngoại tại lưỡng gian của nhãn xứ và cái danh tại nội tại ngoại tại lưỡng gian của nhĩ tĩ thể thân ý xứ, các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh tại nội tại ngoại hoặc tại lưỡng gian của nhãn xứ là Đại Bồ Tát, chính cái danh tại nội tại ngoại hoặc tại lưỡng gian của nhĩ tĩ thể thân ý xứ là Đại Bồ Tát?
Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh khả đắc hoặc bất khả đắc của nhãn xứ, chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh khả đắc hoặc bất khả đắc của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, chẳng phải là Đại Bồ Tát. Bạch Thế Tôn, hoặc khả đắc bất khả đắc của nhãn xứ, hoặc khả đắc bất khả đắc của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, chốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh chẳng có, huống là có cái danh khả đắc bất khả đắc của nhãn xứ và cái danh khả đắc bất khả đắc của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh khả đắc hoặc bất khả đắc của nhãn xứ là Đại Bồ Tát, chính cái danh khả đắc hoặc bất khả đắc của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ là Đại Bồ Tát? Lại nữa, thiện hiện, người quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh sắc xứ chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh thanh hương vị xúc pháp xứ chẳng phải là Đại Bồ Tát? Cụ thọ thiện hiện bạch, Bạch Thế Tôn, hoặc sắc xứ hoặc thanh hương vị xúc pháp xứ, chốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh sắc xứ và cái danh thanh hương vị xúc pháp xứ. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh sắc xứ là Đại Bồ Tát, chính cái danh thanh hương vị xúc pháp xứ là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh thường hoặc vô thường của sắc xứ chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh thường hoặc vô thường của thanh hương vị xúc pháp xứ chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc thường vô thường của sắc xứ, hoặc thường vô thường của thanh hương vị xúc pháp xứ, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, cũng là có cái danh thường vô thường của sắc xứ và cái danh thường vô thường của thanh hương vị xúc pháp xứ. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh thường hoặc vô thường của sắc xứ là Đại Bồ Tát, chính cái danh thường hoặc vô thường của thanh hương vị xúc pháp xứ là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh lạc hoặc khổ của sắc xứ chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh lạc hoặc khổ của thanh hương vị xúc pháp xứ chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc lạc khổ của sắc xứ, hoặc lạc khổ của thanh hương vị xúc pháp xứ, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh lạc khổ của sắc xứ và cái danh lạc khổ của thanh hương vị xúc pháp xứ. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh lạc hoặc khổ của sắc xứ là Đại Bồ Tát, chính cái danh lạc hoặc khổ của thanh hương vị xúc pháp xứ là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh ngã hoặc vô ngã của sắc xứ chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh ngã hoặc vô ngã của thanh hương vị xúc pháp xứ chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc ngã vô ngã của sắc xứ, hoặc ngã vô ngã của thanh hương vị xúc pháp xứ, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh ngã vô ngã của sắc xứ và cái danh ngã vô ngã của thanh hương vị xúc pháp xứ. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh ngã hoặc vô ngã của sắc xứ là Đại Bồ Tát, chính cái danh ngã hoặc vô ngã của thanh hương vị xúc pháp xứ là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh tịnh hoặc bất tịnh của sắc xứ chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh tịnh hoặc bất tịnh của thanh hương vị xúc pháp xứ chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc tịnh bất tịnh của sắc xứ, hoặc tịnh bất tịnh của thanh hương vị xúc pháp xứ, chốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh tịnh bất tịnh của sắc xứ và cái danh tịnh bất tịnh của thanh hương vị xúc pháp xứ. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh tịnh hoặc bất tịnh của sắc xứ là Đại Bồ Tát, chính cái danh tịnh hoặc bất tịnh của thanh hương vị xúc pháp xứ là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh không hoặc bất không của sắc xứ chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh không hoặc bất không của thanh hương vị xúc pháp xứ chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc không bất không của sắc xứ, hoặc không bất không của thanh hương vị xúc pháp xứ, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh không bất không của sắc xứ và cái danh không bất không của thanh hương vị xúc pháp xứ. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh không hoặc bất không của sắc xứ là Đại Bồ Tát, chính cái danh không hoặc bất không của thanh hương vị xúc pháp xứ là Đại Bồ Tát?
Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu tướng hoặc vô tướng của sắc xứ chẳng phải là Đại Bồ Tát? Chính cái danh hữu tướng hoặc vô tướng của thanh hương vị xúc pháp xứ chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc hữu tướng vô tướng của sắc xứ, hoặc hữu tướng vô tướng của thanh hương vị xúc pháp xứ. Rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu tướng vô tướng của sắc xứ và cái danh hữu tướng vô tướng của thanh hương vị xúc pháp xứ. Các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu tướng hoặc vô tướng của sắc xứ là Đại Bồ Tát, chính cái danh hữu tướng hoặc vô tướng của thanh hương vị xúc pháp xứ là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu nguyện hoặc vô nguyện của sắc xứ chẳng phải là Đại Bồ Tát? Chính cái danh hữu nguyện hoặc vô nguyện của thanh hương vị xúc pháp xứ chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc hữu nguyện vô nguyện của sắc xứ, hoặc hữu nguyện vô nguyện của thanh hương vị xúc pháp xứ, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu nguyện vô nguyện của sắc xứ và cái danh hữu nguyện vô nguyện của thanh hương vị xúc pháp xứ. Các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu nguyện hoặc vô nguyện của sắc xứ là Đại Bồ Tát, chính cái danh hữu nguyện hoặc vô nguyện của thanh hương vị xúc pháp xứ là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh tịch tịnh hoặc bất tịch tịnh của sắc xứ chẳng phải là Đại Bồ Tát? Chính cái danh tịch tịnh hoặc bất tịch tịnh của thanh hương vị xúc pháp xứ chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc tịch tịnh bất tịch tịnh của sắc xứ, hoặc tịch tịnh bất tịch tịnh của thanh hương vị xúc pháp xứ, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh tịch tịnh bất tịch tịnh của sắc xứ và cái danh tịch tịnh bất tịch tịnh của thanh hương vị xúc pháp xứ. Các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh tịch tịnh hoặc bất tịch tịnh của sắc xứ là Đại Bồ Tát, chính cái danh tịch tịnh hoặc bất tịch tịnh của thanh hương vị xúc pháp xứ là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh viễn ly bất viễn ly của sắc xứ chẳng phải là Đại Bồ Tát? Chính cái danh viễn ly bất viễn ly của thanh hương vị xúc pháp xứ chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc viễn ly của sắc xứ, hoặc viễn ly của thanh hương vị xúc pháp xứ, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh viễn ly của sắc xứ và cái danh viễn ly của thanh hương vị xúc pháp xứ. Các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh viễn ly hoặc bất viễn ly của sắc xứ là Đại Bồ Tát, chính cái danh viễn ly hoặc bất viễn ly của thanh hương vị xúc pháp xứ là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu vi hoặc vô vi của sắc xứ chẳng phải là Đại Bồ Tát? Chính cái danh hữu vi hoặc vô vi của thanh hương vị xúc pháp xứ chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc hữu vi vô vi của sắc xứ, hoặc hữu vi vô vi của thanh hương vị xúc pháp xứ, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu vi vô vi của sắc xứ và cái danh hữu vi vô vi của thanh hương vị xúc pháp xứ. Các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu vi hoặc vô vi của sắc xứ là Đại Bồ Tát, chính cái danh hữu vi hoặc vô vi của thanh hương vị xúc pháp xứ là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu lậu hoặc vô lậu của sắc xứ chẳng phải là Đại Bồ Tát? Chính cái danh hữu lậu hoặc vô lậu của thanh hương vị xúc pháp xứ chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc hữu lậu vô lậu của sắc xứ, hoặc hữu lậu vô lậu của thanh hương vị xúc pháp xứ, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu lậu vô lậu của sắc xứ và cái danh hữu lậu vô lậu của thanh hương vị xúc pháp xứ. Các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu lậu hoặc vô lậu của sắc xứ là Đại Bồ Tát, chính cái danh hữu lậu hoặc vô lậu của thanh hương vị xúc pháp xứ là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh sanh hoặc diệt của sắc xứ chẳng phải là Đại Bồ Tát? Chính cái danh sanh hoặc diệt của thanh hương vị xúc pháp xứ chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc sanh diệt của sắc xứ, hoặc sanh diệt của thanh hương vị xúc pháp xứ, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có,
huống là có cái danh sanh diệt của sắc xứ và cái danh sanh diệt của thanh hương vị xúc pháp xứ. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh sanh hoặc diệt của sắc xứ là Đại Bồ Tát, chính cái danh sanh hoặc diệt của thanh hương vị xúc pháp xứ là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh thiện hoặc phi thiện của sắc xứ chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh thiện hoặc phi thiện của thanh hương vị xúc pháp xứ chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc thiện phi thiện của sắc xứ, hoặc thiện phi thiện của thanh hương vị xúc pháp xứ, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh thiện phi thiện của sắc xứ và cái danh thiện phi thiện của thanh hương vị xúc pháp xứ. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh thiện hoặc phi thiện của sắc xứ là Đại Bồ Tát, chính cái danh thiện hoặc phi thiện của thanh hương vị xúc pháp xứ là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, người lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu tội hoặc vô tội của sắc xứ chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh hữu tội hoặc vô tội của thanh hương vị xúc pháp xứ chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc hữu tội vô tội của sắc xứ, hoặc hữu tội vô tội của thanh hương vị xúc pháp xứ, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu tội vô tội của sắc xứ và cái danh hữu tội vô tội của thanh hương vị xúc pháp xứ. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu tội hoặc vô tội của sắc xứ là Đại Bồ Tát, chính cái danh hữu tội hoặc vô tội của thanh hương vị xúc pháp xứ là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu phiền não hoặc vô phiền não của sắc xứ chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh hữu phiền não hoặc vô phiền não của thanh hương vị xúc pháp xứ chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc hữu phiền não vô phiền não của sắc xứ, hoặc hữu phiền não vô phiền não của thanh hương vị xúc pháp xứ, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu phiền não vô phiền não của sắc xứ và cái danh hữu phiền não vô phiền não của thanh hương vị xúc pháp xứ. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu phiền não hoặc vô phiền não của sắc xứ là Đại Bồ Tát, chính cái danh hữu phiền não hoặc vô phiền não của thanh hương vị xúc pháp xứ là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh thế gian hoặc xuất thế gian của sắc xứ chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh thế gian hoặc xuất thế gian của thanh hương vị xúc pháp xứ chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc thế gian xuất thế gian của sắc xứ, hoặc thế gian xuất thế gian của thanh hương vị xúc pháp xứ, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh thế gian xuất thế gian của sắc xứ và cái danh thế gian xuất thế gian của thanh hương vị xúc pháp xứ. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh thế gian hoặc xuất thế gian của sắc xứ là Đại Bồ Tát, chính cái danh thế gian hoặc xuất thế gian của thanh hương vị xúc pháp xứ là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh tạp nhiễm hoặc thanh tịnh của sắc xứ chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh tạp nhiễm hoặc thanh tịnh của thanh hương vị xúc pháp xứ chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc tạp nhiễm thanh tịnh của sắc xứ, hoặc tạp nhiễm thanh tịnh của thanh hương vị xúc pháp xứ, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh tạp nhiễm thanh tịnh của sắc xứ và cái danh tạp nhiễm thanh tịnh của thanh hương vị xúc pháp xứ. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh tạp nhiễm hoặc thanh tịnh của sắc xứ là Đại Bồ Tát, chính cái danh tạp nhiễm hoặc thanh tịnh của thanh hương vị xúc pháp xứ là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh thuộc sanh tử hoặc thuộc niết bàn của sắc xứ chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh thuộc sanh tử hoặc thuộc niết bàn của thanh hương vị xúc pháp xứ chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc thuộc sanh tử thuộc niết bàn của sắc xứ, hoặc thuộc sanh tử thuộc niết bàn của thanh hương vị xúc pháp xứ, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh thuộc sanh tử thuộc niết bàn của sắc xứ và cái danh thuộc sanh tử thuộc niết bàn của thanh hương vị xúc pháp xứ. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh thuộc sanh tử hoặc thuộc niết bàn của sắc xứ là Đại Bồ Tát, chính cái danh thuộc sanh tử hoặc thuộc niết bàn của thanh hương vị xúc pháp xứ là Đại Bồ Tát?
Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh tại nội tại ngoại hoặc tại lưỡng gian của sắc xứ chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh tại nội tại ngoại hoặc tại lưỡng gian của thanh hương vị xúc pháp xứ chẳng phải là Đại Bồ Tát. Bạch Thế Tôn, hoặc tại nội tại ngoại tại lưỡng gian của sắc xứ, hoặc tại nội tại ngoại tại lưỡng gian của thanh hương vị xúc pháp xứ, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh tại nội tại ngoại tại lưỡng gian của sắc xứ và cái danh tại nội tại ngoại tại lưỡng gian của thanh hương vị xúc pháp xứ. Các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh tại nội tại ngoại hoặc tại lưỡng gian của sắc xứ là Đại Bồ Tát, chính cái danh tại nội tại ngoại hoặc tại lưỡng gian của thanh hương vị xúc pháp xứ là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh khả đắc hoặc bất khả đắc của sắc xứ chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh khả đắc hoặc bất khả đắc của thanh hương vị xúc pháp xứ chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc khả đắc bất khả đắc của sắc xứ, hoặc khả đắc bất khả đắc của thanh hương vị xúc pháp xứ, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh khả đắc của sắc xứ và cái danh khả đắc của thanh hương vị xúc pháp xứ. Các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh khả đắc hoặc bất khả đắc của sắc xứ là Đại Bồ Tát, chính cái danh khả đắc hoặc bất khả đắc của thanh hương vị xúc pháp xứ là Đại Bồ Tát? Lại nữa, thiện hiện, người lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh nhãn giới chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh nhĩ tĩ thiệt thân ý giới chẳng phải là Đại Bồ Tát? Cụ thọ thiện hiện bạch, Bạch Thế Tôn, hoặc nhãn giới hoặc nhĩ tĩ thiệt thân ý giới, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh nhãn giới và cái danh nhĩ tĩ thiệt thân ý giới. Các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh nhãn giới là Đại Bồ Tát, chính cái danh nhĩ tĩ thiệt thân ý giới là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, người lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh thường hoặc vô thường của nhãn giới chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh thường hoặc vô thường của nhĩ tĩ thiệt thân ý giới chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc thường vô thường của nhãn giới hoặc thường vô thường của nhĩ tĩ thiệt thân ý giới, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh thường vô thường của nhãn giới và cái danh thường vô thường của nhĩ tĩ thiệt thân ý giới. Các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh thường hoặc vô thường của nhãn giới là Đại Bồ Tát, chính cái danh thường hoặc vô thường của nhĩ tĩ thiệt thân ý giới là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh lạc hoặc khổ của nhãn giới chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh lạc hoặc khổ của nhĩ tĩ thiệt thân ý giới chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc lạc khổ của nhãn giới hoặc lạc khổ của nhĩ tĩ thiệt thân ý giới, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh lạc khổ của nhãn giới và cái danh lạc khổ của nhĩ tĩ thiệt thân ý giới. Các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh lạc hoặc khổ của nhãn giới là Đại Bồ Tát, chính cái danh lạc hoặc khổ của nhĩ tĩ thiệt thân ý giới là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh ngã hoặc vô ngã của nhãn giới chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh ngã hoặc vô ngã của nhĩ tĩ thiệt thân ý giới chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc ngã vô ngã của nhãn giới hoặc ngã vô ngã của nhĩ tĩ thiệt thân ý giới, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh ngã vô ngã của nhãn giới và cái danh ngã vô ngã của nhĩ tĩ thiệt thân ý giới. Các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh ngã hoặc vô ngã của nhãn giới là Đại Bồ Tát, chính cái danh ngã hoặc vô ngã của nhĩ tĩ thiệt thân ý giới là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, người lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh tịnh hoặc bất tịnh của nhãn giới chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh tịnh hoặc bất tịnh của nhĩ tĩ thiệt thân ý giới chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc tịnh bất tịnh của nhãn giới hoặc tịnh bất tịnh của nhĩ tĩ thiệt thân ý giới, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh tịnh bất tịnh của nhãn giới và cái danh tịnh bất tịnh của nhĩ tĩ thiệt thân ý giới. Các danh này đã chẳng có
thì tại sao có thể nói là chính cái danh tịnh hoặc bất tịnh của nhãn giới là Đại Bồ Tát, chính cái danh tịnh hoặc bất tịnh của nhĩ tĩ thiệt thân ý giới là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh không hoặc bất không của nhãn giới chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh không hoặc bất không của nhĩ tĩ thiệt thân ý giới chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc không bất không của nhãn giới, hoặc không bất không của nhĩ tĩ thiệt thân ý giới, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh không bất không của nhãn giới, và cái danh không bất không của nhĩ tĩ thiệt thân ý giới. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh không hoặc bất không của nhãn giới là Đại Bồ Tát, chính cái danh không hoặc bất không của nhĩ tĩ thiệt thân ý giới là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu tướng hoặc vô tướng của nhãn giới chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh hữu tướng hoặc vô tướng của nhĩ tĩ thiệt thân ý giới chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc hữu tướng vô tướng của nhãn giới, hoặc hữu tướng vô tướng của nhĩ tĩ thiệt thân ý giới, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu tướng vô tướng của nhãn giới và cái danh hữu tướng vô tướng của nhĩ tĩ thiệt thân ý giới. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu tướng hoặc vô tướng của nhãn giới là Đại Bồ Tát, chính cái danh hữu tướng hoặc vô tướng của nhĩ tĩ thiệt thân ý giới là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu nguyện hoặc vô nguyện của nhãn giới chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh hữu nguyện hoặc vô nguyện của nhĩ tĩ thiệt thân ý giới chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc hữu nguyện vô nguyện của nhãn giới, hoặc hữu nguyện vô nguyện của nhĩ tĩ thiệt thân ý giới, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu nguyện vô nguyện của nhãn giới và cái danh hữu nguyện vô nguyện của nhĩ tĩ thiệt thân ý giới. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu nguyện hoặc vô nguyện của nhãn giới là Đại Bồ Tát, chính cái danh hữu nguyện hoặc vô nguyện của nhĩ tĩ thiệt thân ý giới là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh tịch tịnh hoặc bất tịch tịnh của nhãn giới chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh tịch tịnh hoặc bất tịch tịnh của nhĩ tĩ thiệt thân ý giới chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc tịch tịnh bất tịch tịnh của nhãn giới, hoặc tịch tịnh bất tịch tịnh của nhĩ tĩ thiệt thân ý giới, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh tịch tịnh bất tịch tịnh của nhãn giới và cái danh tịch tịnh bất tịch tịnh của nhĩ tĩ thiệt thân ý giới. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh tịch tịnh hoặc bất tịch tịnh của nhãn giới là Đại Bồ Tát, chính cái danh tịch tịnh hoặc bất tịch tịnh của nhĩ tĩ thiệt thân ý giới là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh viễn ly hoặc bất viễn ly của nhãn giới chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh viễn ly hoặc bất viễn ly của nhĩ tĩ thiệt thân ý giới chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc viễn ly bất viễn ly của nhãn giới, hoặc viễn ly bất viễn ly của nhĩ tĩ thiệt thân ý giới, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh viễn ly bất viễn ly của nhãn giới và cái danh viễn ly bất viễn ly của nhĩ tĩ thiệt thân ý giới. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh viễn ly hoặc bất viễn ly của nhãn giới là Đại Bồ Tát, chính cái danh viễn ly hoặc bất viễn ly của nhĩ tĩ thiệt thân ý giới là Đại Bồ Tát? Hết quyển thứ 24.